mấy thùng sữa cho mấy bé ở trong trung tâm ấy. Có sữa, có bánh, có gạo và các nhu yếu phẩm. Và bên cạnh đó thì tụi con có một cái chút ít nhỏ trong cái bao thơ này gửi đến các cô chú. Hiện tại thì mình đã đến được trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long nha. Ở đây thì có tổng cộng là 50 bao thư. Còn mấy trẻ em thì tụi mình cho chủ yếu là bánh kẹo. Tụi mình có mua 2 ghế đá để làm kỷ niệm. Tụi mình sẽ sơn lên cái ghế và ghi cái logo của team tụi mình là mỗi tầng một tỉnh vô. Rồi được rồi. Mỗi tầng một tỉnh, Vĩnh Long mãi đến. Ngày hôm nay tụi con đến đây, tụi con chúc lòng thành là có sữa, có bánh, có gạo và các nhu yếu phẩm. Và bên cạnh đó thì tụi con có một cái chút ít nhỏ trong cái bao thơ này gửi đến các cô chú. Nó không nhiều nhưng mà tấm lòng tụi con. Dạ con gửi bà, bánh này mềm dễ ăn à. Cái này nha. Ok. Con này chơi vui nè. Dạ hiện tại thì tụi con xong rồi. Mấy cô chú có thể đi ăn cơm được rồi. Cảm ơn cô chú nhiều ạ. Cảm ơn mấy em. Chúc ông thật sự sức khỏe nha. Con gửi cho con một chút đó. Dạ. Vui vẻ. Bé không có nói được nhưng mà rất là tốt bụng, tốt tính luôn. Mạnh lòng. Ở đây là toàn bộ mấy bé bồ côi thì tụi mình không có quay phim. Thấy chạnh lòng. Mình từ nhỏ đến lớn thì mình được sống đầy đủ. Và đặc biệt là trong vòng tay của ba mẹ. Đúng rồi. Các bé ở đây thì đôi khi muốn cái này muốn cái kia lại không có. Chị mà chăm sóc mấy bé ở đó là đã làm ở đó được 7 năm rồi. Quá trời cống hiến luôn. Từ lúc chưa có chồng tới khi có chồng. Có chồng làm ở đây luôn. Cô là cứ vui tươi thôi, không có cần suy nghĩ gì hết. Thì em thấy cái đó cũng là một cái hay. Mấy bạn rất là dễ thương luôn mọi người. Kiểu mấy em mới sinh một ngày thôi mà đã bị bỏ ngay trước cửa rồi. Thấy rất là thương. Mình kêu nó hung vào má mình cái là hung liền. Dễ thương lắm. Nếu mà có cơ hội thì có thể tới đây chơi với mấy em thôi là đủ rồi đó. Chứ không cần mang quà gì nhiều đâu. Có ước mơ tựa như cánh bùm bùm trời. Cơn gió vuốt lên. Có vết thương 10 năm đứng âm thầm. Vì cơn mưa sống lại.